Nói là đi chợ, nhưng thực chất nó diễn ra trong khuôn viên của một quán cà phê nằm ngay trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là điểm hẹn của các tín đồ đến giao lưu, buôn bán và trưng bày những món hàng sưu tầm được. Chợ chỉ hoạt động theo thời gian cố định vào chủ nhật hàng tuần, từ thứ Sáu, từ 6 giờ đến 14 giờ. Mọi người đến đây, khi đi vào cổng phải mất 30.000 tiền phí vào chợ. Cầm tờ vé phí này, họ có thể gọi thức uống hoặc ăn sáng, đi dạo quanh chợ để tham quan, buôn bán, trao đổi mà không mất thêm một đồng nào. Người quản lý tiệm cà phê này cho biết, chợ đồ cổ, đồ xưa này được hình thành từ năm 2009 do ca sĩ Cao Minh thành lập ban đầu, chỉ là nơi tụ họp anh em, bạn bè thân quen có sở thích mê đồ cổ, đồ xưa. Về sau này, các tín đồ giới thiệu với nhau, ngày càng đông người tham gia. Chợ có khoảng 40 sạp bày bán, giao lưu, trao đổi các mặt hàng, từ những đồng tiền cũ, sách cũ, đồ nữ trang cho đến đồng hồ gốm sứ, lư bằng đồng hồ. Mỗi món đồ dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Một chủ sạp cho biết, chợ này chủ yếu là món đồ xưa, có mẫu mã độc đáo, đa dạng, được những tín đồ sưu tầm từ mọi miền của đất nước mang về. Còn đồ cổ có niên đại hàng trăm năm thì chợ này rất hiếm, thỉnh thoảng mới có. Phiên chợ này không chỉ dành cho những người lớn tuổi tìm về kỷ niệm xưa cũ qua những món đồ quen thuộc một thời, mà còn thu hút giới trẻ bởi sự tò mò, sở thích sưu tầm những món đồ độc lạ và hiếm có trên thị trường. Ông Trần Trọng, 46 tuổi, ngụ Thủ Đức cho biết, từ khi biết phiên chợ này, tôi thường lui tới đến để chiêm ngưỡng, mua sắm những chiếc lắc, vòng đá, dây chuyền, đồng hồ từ những thời xa xưa. Nhưng món đồ ở đây đẹp, lạ, độc. Theo nguyên tắc, mỗi món đồ đều được phải các chủ nhân giới thiệu tỉ mỉ, chính xác về nguồn gốc cũng như giá trị để mọi người tin tưởng nhau. Ngoài việc mua bán, chợ này cũng là không gian để các tín đồ chia sẻ và bàn luận với nhau về những món đồ vừa sưu tầm được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.